Cù Thị Trà bị đồn yêu Việt Anh. Vướng nghi vấn hẹn hò vì thường đi chơi, đăng ảnh chụp chung cùng nghệ sĩ ưu tú Việt Anh nhưng Cù Thị Trà phủ nhận. Trong phim Những Nẻo Đường Gần Xa, nghệ sĩ ưu tú Việt Anh và Cù Thị Trà là một cặp, có nhiều cảnh thân mật. Gần đây, cả hai thường đăng tải những khoảnh khắc tình tứ ngoài đời lên trang cá nhân, làm rộ tin đồn hẹn hò. Cù Thị Trà phủ nhận có tình cảm với đàn anh hơn 18 tuổi. Cô cho biết phim đang chiếu nên chăm đăng hình bên bạn diễn. Nếu đăng nhiều hình là yêu thì chắc tôi yêu hết diễn viên mất, cô nói. Đóng cặp với Việt Anh, Cù Thị Trà thừa nhận áp lực vì xem đàn anh là tên tuổi lớn. Tiền bối giàu kinh nghiệm diễn xuất. Cô sợ mình làm ảnh hưởng đến bạn diễn. Sau này, nhờ Việt Anh tận tình hướng dẫn, cô thấy mình diễn trơn tru, đỡ áp lực hơn. Trong khi đó, Việt Anh im lặng trước tin đồn. Gần đây, anh tiết lộ độc thân nhiều năm và đang đi tìm một nửa. Nam diễn viên cho biết không có tiêu chuẩn cụ thể, chỉ cần người mang lại cho anh cảm giác an toàn, bình yên. Cù Thị Trà sinh năm 1999, quê Thanh Hóa. Cô theo học ngành kế toán tại Đại học Kinh tế Quốc dân và bước vào làng giải trí với vai trò người mẫu tự do. Cô từng đóng nhiều vai tiểu tam như Thu Anh trong Chúng Ta của 8 năm sau. Dịp Trong Gặp Em Ngày Nắng. Gần đây, cô đảm nhận vai chính Phương Đông, vận động viên đấu kiếm có tính cách mạnh mẽ trong Những Nẻo Đường Gần Xa. Việt Anh sinh năm 1981, nổi tiếng với vai Cao Thanh Lâm của phim Chạy Án, thuộc series Cảnh Sát Hình Sự. Anh góp mặt trong nhiều tác phẩm như Gió Nghịch Mùa, Chàng Trai Đa Cảm, Gia Tài Bác Sĩ, Người Phán Xử, Mê Cung, Sinh Tử. Hồi tháng 3, diễn viên được nhà nước trao tặng danh hiệu nghệ sĩ ưu tú. Về đời tư, Việt Anh làm đám cưới với biên tập viên Thùy Linh năm 2005, ly dị sau 5 năm. Sau khi chia tay, vợ cũ và con anh định cư ở Canada. Anh và Hương Trần đăng ký kết hôn năm 2015. Sau 3 năm sống thử, có con trai Đậu Đậu, 9 tuổi. Năm 2019, cả hai ly hôn. Các bạn hãy đăng ký kênh để cập nhật thông tin miễn phí mới nhất.